Chào cả nhà. Thì hôm nay quay cho ngã nhà xem đại gia đình vệ sinh chậu cả nhà ơi. Chào cả nhà.
Rồi tiếp tục. Vậy uổng chỗ yeah.
rồi. Chất cây lên, phải không? Để mẹ đi lượm gạch xem phải không? Ở trong đó có gạch không anh? Ba cái được rồi, đâu có nữa. Cái này là cũng tới chỗ 3 rưỡi nữa đó. Ủa cái này mà muốn thì cái này em để đây đi. Ca phụ gia ca. Mình cái bự rồi. Đó mà người cá hả? Ăn thôi chứ người cá. Đi về. Hãy
cái nữa. Còn mấy cái nữa? Còn còn 4 cái nữa. 4 cái chắc hả? Ờ chồng 4 cái được không? Được. Được. Mình đây đi mẹ con hấp rồi nè, hấp này để chồng còn 6. Đây luôn đây nè, các bạn nè. Hả? Con nhỏ chắc thì dài 2 mít rồi. Con nhỏ chị sinh thì chắc dòng dòng cho khác. Để đâu? Để chút đi vô tới đâu mấy đâu á. Chị tới. Ờ à, nghe khoảng đó đó. Ừ. Chắc chặt vô đi con, còn gạch đâu? Còn lụm mấy đó kìa. Mấy cục. Hai cục để vừa không? Lên nửa cao nó không được đâu. Cao nó không được đâu anh ơi. Nè nè, cao nó không được, để đây nè Kha. Để đó không được. Còn nói gì nữa không? Thank you.
Thank you.
xin kết thúc clip ở đây. Cả nhà xem nhớ hãy đăng ký kênh cho Vân Lai nhiều ủng hộ cho cả nhà. Chúc cả nhà làm ăn phát tài phát đạt. Chào cả nhà.